Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu anh chị và các bạn một cái con máy Oolong ha, đầu 3/4 của thương hiệu Kawasaki tới từ Nhật Bản với chế độ bảo hành 6 tháng ha. Rồi, đây, catalog hướng dẫn sử dụng và các chi tiết để thay thế ha. Nếu chúng ta muốn thay thế phụ tùng thì đó đầy đủ chi tiết này. Rồi tiếp tục theo đó là một cái đầu hơi, đầu gắn hơi vào ha, 1/4 inch. Với lại một cái tay cầm phụ ha, tay cầm phụ bao bì thì rất là kỹ càng ha. Thì con máy này cũng khá là nặng nên mình có thể bỏ ra ngồi bên ngoài trước rồi ha, cho các bạn xem cho kỹ. Rồi đây, đây ha các bạn ha, đó con máy rất là đẹp, thì rất là nhỏ gọn thôi nha. Với phần thân vỏ thì được làm bằng chất liệu bằng hợp kim nhôm nên rất là chắc chắn, rất là bền và chịu lực rất là tốt ha. Với phần ốp cao su thì được ốp hai bên đầu đây ha, được ốp hai bên đầu đây để cho giúp cho chúng ta chống va đập máy ha. Đó, khi sử dụng rồi hiệu Kawasaki ghi chụp nổi rất là đẹp. Bên cạnh đó thì phần công tắc bóp với phần tăng cấp độ đây ha các bạn ha, ở dưới phần công tắc luôn đó, rất là dễ dàng thuận tiện, rất là nhẹ nhàng ha, công tắc thì rất là êm. Rồi đầu nhẫn khí vào đây ha, đấy nhẫn khí vào, tem cảnh báo, tem cảnh báo ha, và tem số seri đây. Cái phần bộ phận này thì đảo chiều hơn các bạn ha, đó đảo chiều, đảo chiều trái phải đây. Rồi tiếp tục đây, thông số kỹ thuật ha, đây Kawasaki mã sản phẩm KBT 280B ha. Xuất tại Nhật Bản luôn ha, số seri đầy đủ, được in logo, được in nhận nổi đây luôn ha. Đó, các bạn thay ốc vít gì đây. Đây, phần tăng cấp độ thì nằm sâu như các bạn ha. Phần ấn trước thì để đảo chiều. Đây, đảo chiều, tăng cấp độ thì phần ấn sâu đây. Đầu gắn Oolong 3/4 ha. Rồi, nếu các bạn có thắc mắc, tư vấn thêm về cái dụng cụ hơi, dụng cụ mà ship Oolong dùng hơi của Kawasaki thì các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.